Bà xôm chúng mình xua lúc vừa chạm mình đất hiện rốt thả ná, ai kể tế chúng ngư tu tơ nâng cổ ma bà. Bà lúc vừa chạm mình đất đòi xa tay ở thông mây ní, ở khuyên khơi nhờ khang ngạc kẹt nè dù cực thang ca pin nè bà bà bà, cây ca bà cuộc bà chơi nâng ca bằng crap ở ca khlai bà lõm nâng cột bàn chun đầm nâng tẹt tôn tờ nâng ca rốt khơi xa rật thiết bê tốt ở nâng khuyên bà lật phò mà sao liếp tỉ ruộng nâng cổ má nè. Hồi khuyên nụ, ở đời xa tay ở khuyên khơi tha ở lúc cũ có thọ ban phải dồi hướng tại tôi đang hướng ca bờ phải hàm mà sau đây liệp từ lưỡi từ ruộng đang cột mà đang miền Paul Park Paul đôi chân không nói nhung khơi bật tập Paul rồi thôi đó bà má đọc pin một cái nó đây là khang ở kẹt này dù cái thang quạt chơi mau tha ở phở tới việc Park Paul đó từ ruộng đang cột mà nên trong trong ai lúc cũ chui bật thay tích được sao lúc cũ miền ai cái tê ở tại tôi đang cột mà đấy ta lúc cũ dồi khơi chẳng nào đấy chung pua mà sau liệp từ lưỡi từ ruộng đang cột mà đúng bà chung pua bay nhà mà sau nó nhung ban từ rồi Park đang của chú đang bị bay buồn xin năm buồn họ ha luôn từ lúc từ ca xài chiếc ấy tê mà sai nó còn mình từ ca làm sao ra cơ mà sai hơi nâng cứ vía cho chỗ mò cho sụt mây và có bánh hà hai một sai kiện cho ra mà đàn ông trong nước này sọc kê nó ở rộp nam bởi chân cầu kê rô khơi nhà xa rô khơi xa thiệt à bê stop là xa chiếc ta cô mang đài cứ vía nắng vía bởi chôm dùng hà rích tăng lên gục má tăng lên một trang sao vô liếp liên liếp ấy gồm bởi chôm cho nơi đồng văn clip hết hả chôm hà rích một lô nơi gồm biến lại hay nhóm bởi chạm là tiết tha chôm pua từ ruộng nên của ma xôm bây ra mà sai ở gần nách ban em mà sai ở miền xa thiết kỳ mi đã kê về là pi pot pi giờ đại đã ở miền xa thiết kỳ mi sóc vô mình tre liệp lên của ma lên từ ruộng này phương viên là hơi cho sụt được cái gì hơi sụt trên thời ca tay sau ông dễ để ở thời ca trên tay sẽ đánh dành để chẳng tận liệp lên ấy vì là hơi cho sụt bà ở khu để xa tay ở cả lò mấy dương khinh tha bóng pha ôn bị chụp rock mai dương đại quạt miền tiền ruộng hay về khác của miền bóng pha ôn dương đại chi mình đủ đại miền pinh với hắn quạt phở phe mà sai đang đai đời xa quạt dương khinh tha liệp tới việc bắt rồi mua bắt anh chấn á bóng pha ôn dương khác còn rồi mua còn liệp tới bắt anh chấn từ anh chấn ở ca dương khinh bỏ quạt nắng về thua ao quạt miền ca dương chỉ làm tha mà sáng thứ bay thì chui ca bắt rồi mua quạt tới rưỡi còn bị ai chui đai được còn mấy đại lục khu trong này mà sai nữa nó bắt ăn miền chui xong rồi ăn miền chui bắt rồi mua thì hai thị trường bánh hà sẽ bệnh lưu cồn không mấy thị trường của phốt cả lắng lời xá và sau có phục tập đọc cô của phục ấy nơi lưu mục lưu sẽ bệnh lưu đón luôn nói dừng hạt bàn liên giảm hạt tới dù dũ viên đằng rù nát tìm mùi mùi tiết ai còn bệnh như bệnh ấy áp sẵn tới viên đằng thời cửa tù là mò rù mùi tiết là bây giờ còn thoát quay quay thì tôi thoát á chẳng là lại nó bắn là nghe cắt để thao cả lẹ đầy cả lẹ trường cái lẹ cụ đấy nghe cắt về mà coi là liệu chẳng là mà sai nó vía mình sơ phải thoi ca cái thằng chui à nó đang tê tranh chèo chèo rồi lúng á ở họ được chèo vào xử lý rồi chèo lấy xây á thì ai liên tam cả lẹ nó nếu mình thoi cắt thoi ca liệu ấy hay chim thải xa nà máy rồi thao thì đọc cô ấy có cục lơ mốc chương chút tật làm ăn để bán sát rồi nhưng chúng ta áp dụng điều này hay là biết đại rô mà sai nó mà chia ba thì cứ thấy chụp pet á mơ về phê lại cái nạn dịch người ai rô đại rô đại lệ gì đại mê rô sắt bạn đấy cái miếng nắm liệt á mà liệt mà sai nó thở bạt này mà sai có chui ấy sót thèm tiếng đó là quân bị bắt được vấn đề ba anh chứng vậy chỉ rúm mini tha ca para mà sai khục mạ khục bộ phết đại liệt đại lơ thì rúa đại côn tại từ tại cát mau nắng hơi nắng mình đục bên vây mua chầm nuối nắng mình cua phở phe tê mini thành chắc là cũ mà mình cua phở phải vì ở bên cháu chứ vì bắt đầu cũng bị bạt tiền nói về bên cháu bên chén là phục bên ai tăng bị đam mòn lắm thì lên là mày khôn côn cái khẩu cái nên khẩu bây giờ khẩu rồi ai bởi vì ở bên cháu thì bà bởi dân thì vậy vì Paul Papal tẹt tôn từ nâng ca liếp từ lơ từ ruộng hơi nâng cột ma có đôi chi mà nuôi bình vây nâng tá Paul Papal cũng rất là đấy nữa bây để dân phở phải anh ấy bởi dân toàn vậy vì cao rô khơi nhà à thịt xăm xem để thôi Papal thì bởi dân vậy tăng thịt xăm chứ tháo Paul Papal bây nâng từ tua rong dạng nào đây ở chấm bùa bánh hà này Paul Papal vì miền plem đang dùng vậy plem mới được chia cho cái này trời chư cái này cái hai cái này là liệu cái chọn cái này cho chấm mò cho suốt trời liệu chấm mò liệu gì chấm mò liệu tôn suốt liệu phơi từng hai plem đấy bà tại phòng bạc bò dù mà chúng ta nó mới xả chết kỳ mì xả chết tạc cô cũng là chết áp bê tô với đất sắt bê tông sụt hai là đất sắt nên tôm tôm sụt không biết ai được cô được kia vì tranh màn đi nhưng từng ngày một buổi thơm mình phải hạ chỉ một sụt năm ngày hay phở dù dù tới về một con hà rích ở bê dù từ ngày nào mùi bê thông lắng hay xong bây giờ lưu nhầm dậy một nơi chắc xong bây giờ mà nó thông á còn từ liệp cả lên thì sẽ xảy xảy nó liệp cả lên đã cũng xảy nó khâu lì ô xảy nó vì ai trôi chỉ tam phim mới thấy nó từ bạc bò là môn nó lấy tiền á bản chất là cụ ở bà dương vậy chỉ rốn mini tha Paul Papal tẹt tôn từ đằng ca phở phe mà sai liệm mà sai hoi ấy nắng táo chia tu tới cột ma rong cru rồi có tiền ruộng rong cru chọn chiêng mà nụ thấm mà nụ quanh vấy rồi có khang nào ở ca rong cru từ tua chọn chiêng mà
cụ má rong cua chén chứ lệ phơi từng hai lệ tôn suốt lệ chim lệ phun có bố ấy phơi chén cứ phơi lưỡi cụ má này thấy cụ má nuôi chim này có đặt sơ bên là silia đi ru mà ấy là mấy đinh tịch đinh ấy chắc là sơ bên thì chắc là hôi chỗ cụ má cứ chén hôi chỗ chén chắc mình nghe nên có ba con lo cụ má hay cụ má con cá pít sỏi chắc một đứa trái mà sơ thì chỗ chim chỗ ấy hay có bụng bồn sơ liếp cái cụ rõ nửa chống này là mình liếp mà sai mà đây mà không mấy tôi đang mà rối mình chạy tập chiến mà cao bị muốn bà khối lý đối ai ai vậy bạn ha căng mình ngâm chảy lại giả bánh ha mà sai chuyện tăng pin phai chuyện bay buồn xin năm muốn nói mình lại rồi đang chờ mình lại chụp phở chờ bà chứng ở bây giờ chìm nua nâng ca phở phe mà sai tao với thi sa là o đại dương ai liệt được ai côn quạt cái ô được anh chắc giải phở chơi cả bị chém miễn ai phải thêm tiền thế được không mình ta chờ tao luôn bà không ấy anh miễn phải ha sai bay chứ mình bay liệt bay được ngon ở thở bà ấp miền phải hạ sáu bảy đấy thì con tài bà cả này con còn miền phải hạ sáu bảy thì họ được bệt là khơi đất thà con còn miền sáu bảy chút chẳng còn ai liệt chia một phép lô sân đo sản nào bảy bảy sản lập con mấy này phép của còn này là bởi mọi sáu bảy còn press sáu bảy còn bảy chữ cả liệt phép của phép của lô sân mà còn mấy này chia phép ở còn này mỗi tiết cả rồi này mấy này cloud đấy sáu bảy còn này cất riêng ai ở chỉ chè bỏ luôn cả luôn đi ba thì đến ngoài store là nắng như tiếp tam cái lẽ rất là lốn việc bẩn thoi ca cái cất bẩn thoi ca liền hai những cuộc mấy này miền phải hàng sáu bảy nó có rule thực đọc mà đài rồi thực đọc cô còn bệnh nhưng áp sao nó rule chẳng vì rule nên ai chỉ à lẽ gì rule được việc bọc con thì chỉ phải hàng rất riêng cho thực pet chụp pet của nó thằng việc bọc con mà phải hàng ấy kiểu làm liệp rồi còn liệp á bà ở lúc ở chị ăn uống trong cái đầm bầy cho rùm cà pê cầm ao cầm ma được có tiền ruộng nâng mà đục bình vây rồng phao phao tẹt tôn đằng cà phở phè phở phè mà sao hơi liệp nấy ta lúc cũng miễn ăn uống sầm khăn giang na khác đầm bầy ở bông ôn dương đài chiều bụng mà đai sạch nhiệt nắng quát vô đằng ông pi cà cho rùm top skat cầm ao quát tụ rồng phao phao để sang tai cà phở phè mà sao đi mà chấm cua ăn uống chấm cua mà sao hơi nhôm đo chỉ bao cầm ao tra mỏng đôi nhôm điệp đoan phải đáo sao bây giờ mới bắt đầu chấm cầm tra mỏng tầng lơ con không mấy tầng lơ được chắc bạch tra đi tù vì ấy lơ con không mấy việc đoan phao phao lơ được chắc không việc đoan phao phao là chấm chỉ bao nhôm cứ cầm tra thời bữa xuân còn trong ngõ ok được chắc phở được ấp được phở lê xin đó để dừng mưa tới mình cả nhà tôi chúng tôi thầm thở ấp hay của mình phải hai số bay lấy muối lơ con mình hai tập phải hai số bay chứ chưa ấy rồi thời được chụp cục bét បាទអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជមដិតហៀងតតនាឯកទេសជំងឺទូទៅនឹងកុមារដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុ FM 102 បាទបាទអរគុណ